Giấu tiền bị vợ đánh. Ai, sao bà ế ẩm thế này? Gạo bán thế nào bà ơi? Bác xem đi ạ. À, gạo của em toàn gạo ngon cả, chỉ có 5 đồng một đấu thôi. Gớm, sao đắt thế? Lần trước tôi mua nhà cô hai bên kia có 4 đồng. Thôi, tôi sang đấy mua cho rẻ giá. Thì bà trả bao nhiêu đã nào? Sao chưa gì đã đi thế? Bà không mua thì người khác mua. Đừng cậy có tiền. Cái gì thế? Gạo ế chứ còn cái gì? Bị móc rồi. Thời buổi làm ăn khó khăn quá. Ế chổng ế chơ thế này thì sống sao nổi. Đây, lại đây tôi bảo. Phải thế chứ, ai như ông. Chỉ được cái to xác, chẳng chịu nghĩ ngợi gì cả. Gạo giảm giá kìa, lại đó xem thế nào. Bay quá, nhà tôi vừa mới hết. Giảm những 30%, được đó, đi vào mua thôi. Của hai bác đây, bữa sau lại ghé qua chỗ em mua nhé. Cả cái chợ huyện này không ai bán rẻ như em đâu. Đó, ông thấy chưa? Mấy cái bao gạo hỏng ông cứ lo cũng bán gần hết rồi. Cứ trộn gạo hỏng với gạo mới theo tỷ lệ tôi đã dặn thì đố ai mà phát hiện ra. Mình đúng đệ nhất cao kiến. Chuyện ai á, chứ tôi thông minh hơn người khác là cái chắc. Cô bác đâu rồi? Cô xem lại gạo nước bán thế nào mà hôm qua cả nhà tôi ăn vào thì đau bụng, chó mèo ăn thì kêu rên ư ử cả ngày. Vậy ấy chết, bác nói thế nào chứ nhà em đây bán gạo đứng đắn, bán hàng có nguồn gốc rõ ràng, chỉ lấy công làm lãi. Bác thấy cái huyện này có nơi nào bán rẻ như em không? Bác xem lại son nồi coi có bị dây bẩn thỉu gì không đã. Hay là thế nhỉ? Thề có trời đất chứng giám, em mà nói điêu á thì trời tru đất diệt, sấm sét đánh chết luôn. Rõ là cái mồm thầy gì mà thầy độc thế. Lỡ mà tự dưng bị mấy bà khó tính gây phiền hà. Hôm nay tiền thu lại ít đi mất rồi. Nếu cứ trộn gạo hỏng thế này, có ngày người ta phát hiện ra kéo đến ăn vạ là chết cả lũ cũng nên. Đúng là đồ nhát gan, trộn lẫn hết rồi thì ai mà biết được. Rõ là thỏ đế cũng phải gọi là cụ. Tại mình thầy độc nên giờ trời trừng phạt đấy. Lại trời, những lời đó là vợ con nó thề chứ không phải con đâu. Ai nói thì người ấy chịu. Ông trời ơi, trộn gạo hỏng đâu phải mình con làm, lão chồng con cũng làm cùng mà. Nếu trừng phạt, người phải trừng phạt cả hai mới công bằng chứ ạ. Này, mình làm sao thế? Ôi trời ơi, hóa ra là tôi mơ. Tôi mơ thấy mình bị trời đánh, sợ quá. Thì thầy độc cho lắm vào chẳng chết. Thôi, từ mai phải bỏ cái cao kiến bất lương đi. Tôi cũng sợ lắm. Xưa nay tham thì trách thăm sao được. Người ta mà phát hiện ra thì chẳng có lỗ mà chui xuống. Sự tích hoa gạo. Chuyện kể rằng có chàng trai nghèo yêu cô sân nữ xinh đẹp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ quyết định lấy nhau trong sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn giông ào ào kéo đến. Trời, sắp bão to rồi. Bão tới rồi, chạy thôi. Chạy thôi, bão rồi. Nước dâng cao rồi, lũ rồi, chạy lên núi mau. Ông trời thật bất công với vợ chồng mình. Đúng ngày mình cưới thì lại bão lũ thế này. Thôi, dù sao mình vẫn còn sống. Ôi, nhà của tôi, thế này thì biết sống ở đâu, biết lấy gì mà ăn chứ. Cũng lạ thiệt, trời đang nắng nóng,
thế mà đột nhiên có sấm chớp với mưa giông bão lũ được. Ông trời ơi, ông thật là bất công với những người nghèo khổ chúng con. Thế thì mọi người biết sống thế nào đây? Không được, ta phải lên trời hỏi rõ sự tình Ngọc Hoàng, đòi lại công bằng cho mọi người mới được. Nhưng chúng ta mới cưới, chàng đi xa như vậy, đường đi thì nguy hiểm, thiếp ở lại biết làm sao? Nàng yên tâm, ở nhà đã có mọi người bên cạnh đồng cam cộng khổ cùng nàng. Ta đi rồi sẽ sớm trở về. Tấm vải đỏ này sẽ chứng minh cho tấm lòng chung thủy của ta. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, ta cũng sẽ vượt qua và nhanh chóng trở về bên nàng. Nàng hãy chờ ta nhé. Và thế là chàng trai ra đi, tìm đường lên thiên đình để gặp Ngọc Hoàng, để hỏi rõ sự tình vì sao lại có bão lũ trong khi dân làng đang sống một cách yên bình. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, chàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn không ngăn nổi quyết tâm của chàng. Cuối cùng, chàng đã tới được thiên đình và gặp được Ngọc Hoàng. Bẩm Ngọc Hoàng, trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Con xin người xem xét lại, chỉ nên cho nắng mưa vào một mùa nhất định thôi. Như thế con người sẽ bớt khổ. Trên thiên đình, ai trông coi việc nắng mưa vậy? Dạ bẩm, đó là thần sấm. Nhưng thần vốn ham vui nên có nhiều lúc chểnh mãn ạ. Vậy à, cho gọi thần sấm tới, ta muốn hỏi rõ việc này. Dạ bẩm, xin Ngọc Hoàng minh xét quán việc nắng mưa cả trần gian rộng lớn như vậy. Một mình thần không làm xuể, xin người giữ chàng trai này lại phụ giúp thần. Dạ, như vậy e không tiện ạ. Con là người phàm, hơn nữa con vừa mới lấy vợ. Nếu con ở lại, vợ con ở nhà biết làm sao ạ? Người vừa muốn việc nắng mưa dưới hạ giới đều đặng mà lại không chịu hy sinh một chút à? Dù sao, người cũng lên tới tận đây tìm Ngọc Hoàng. Có việc gì mà ngươi không làm được chứ? Nhưng xin Ngọc Hoàng nghĩ lại, con không thể để vợ con mòn mỏi chờ ở nhà được. Ý ta đã quyết không được trái lệnh. Ngươi ở dưới trần lên là người hiểu rõ tình hình dưới đó, hiểu rõ việc nên cho mưa nắng lúc nào. Nên ta nghĩ để ngươi giúp thần sấm là một việc sáng suốt. Ta hạ lệnh, từ nay ngươi phải ở trên thiên đình làm thần mưa và phụ giúp thần sấm trong việc mưa nắng của trần gian. Cấm không được lơ là, nếu còn có ai ở hạ giới lên tấu việc nắng mưa thất thường, ta sẽ hỏi tội ngươi, nghe chưa? Và thế là, quản việc mưa nắng dưới trần gian, việc phải xa cách người vợ hiền của mình, làm chàng buồn rầu, mỗi lần nhớ nàng, nước mắt chàng lại tuôn trào. Một ngày tháng 3, Ngọc Hoàng có chuyến chu du trần gian. Mọi việc đều làm cho Ngọc Hoàng hài lòng. Tuy nhiên, khi đi qua nơi ở của chàng trai là thần sấm, Ngọc Hoàng lại thấy buồn đến nao lòng với hình ảnh một cô gái tay buộc chỉ đỏ đang ngồi cạnh cây nêu buồn rầu, ngóng lên trời. Khi biết đó chính là vợ mới cưới của thần mưa, Ngọc Hoàng lấy làm cảm động. Ta rất tiếc vì câu chuyện tình buồn của hai ngươi. Tuy nhiên, thần mưa giờ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nên ta không thể để thần quay trở lại trần gian được. Ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi muốn gì nào? Nếu vậy, xin người biến cây nêu thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao, để thần có thể ngồi lên đó, nhìn thấy chàng, dải vải đỏ biến thành bông hoa để chàng nhận ra thần. Được, ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Và thế là, ngày nào cô gái cũng lên cây ngồi, ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía bầu trời trong xanh, chỉ với mong ước một lần, được một lần nhìn thấy chàng trai. Vậy là ta đã nhìn thấy chàng rồi, chàng vẫn khỏe mạnh như xưa, thấy là ta mừng rồi, giờ ta có thể mãn nguyện đi theo chàng. Để tưởng nhớ cô gái và tỏ lòng tiếc thương với chuyện tình buồn của đôi trai gái, người dân xây mộ cô cạnh cây hoa và gọi hoa đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm của họ dành cho nhau. Cô gái và con ngựa. Ngày xưa, tại một thị trấn xa xôi nọ, có vị nam tước giàu có, đặc biệt yêu mến con ngựa bạch của mình.
Các con, mau lại cả đây. Cha gọi chúng con ạ. Cha có việc phải đi xa. Cha không muốn để người lạ chăm sóc Bạch Mã, nên muốn giao phó cho ba con. Cha yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho ngựa. Ăn đi, ta không chiều chuộng ngươi được như cha ta đâu. Mặc cho mày chết đói. Nước trong đây, ngựa uống đi. Đã như vậy thì từ giờ đến lúc cha về, cô đi mà cho ngựa ăn. Chị cũng muốn chăm ngựa lắm, nhưng nó chẳng ưa gì tụi chị. Vâng, em sẽ cố gắng. Cứ như vậy, cô Út ngày nào cũng chăm sóc ngựa chu đáo, trong khi hai cô chị thoải mái vui chơi. Cho đến một đêm mưa to gió lớn. Mưa to thế này sẽ tạt hết vào chuồng ngựa mất thôi. Nàng đừng sợ, ta chính là Bạch Mã mà nàng hàng ngày chăm sóc đây. Chàng là một thanh niên, sao có thể là Bạch Mã? Ta bị lời nguyền trong nửa thời gian sống phải biến thành ngựa, phục dịch con người. Trừ khi ta lấy được vợ là một cô gái hiền lành, nhưng điều đó chẳng thể nào, vì mẹ ta chính là hung thần Deva, không ưa gì con người. Mẹ chàng là hung thần Deva? Nàng sẽ không vì thế mà xa lánh ta chứ. Bao lâu nay, được thấy nàng mỗi ngày là niềm hạnh phúc của ta. Em sẽ luôn bên chàng, chàng sẽ không rời đi chứ? Ta sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần nàng hãy giữ bí mật về ta. Nàng hãy giữ lấy ba sợi lông này. Nếu chẳng may có biến trắc gì, hãy đốt chúng. Chúng ta đi chơi với những chàng trai ưu tú nhất vùng. Nó thì suốt ngày quẩn quanh xó chuồng ngựa. Thật là lập dị. Tụi chị nhanh nhẹn nên mới quen được chàng trai tốt. Ru rú ở xó chuồng ngựa như cô, chỉ có lấy ngựa thôi. Hả? Chàng ấy là ai vậy? Đó là người yêu của em đấy. Người mà các chị coi là ngựa đấy. Mình đã làm trái lời chàng dặn. Là lỗi của ta. Ta phải đi tìm chàng. Đã mấy ngày rồi, không thấy bóng dáng chàng đâu. Phải rồi, mình phải đốt một sợi lông bờm ngựa. Nàng đã làm trái lời ta dặn. Giờ thì mọi việc sẽ thật khó khăn. Rừng này chính là lãnh địa của hung thần Deva, mẹ ta, nếu thấy nàng. Con dám lén lút giấu giếm ta quen biết với một ả nữ nhân. Con xin mẹ hãy chấp nhận người con yêu thương. Con đã có gan dẫn ả tới đây rồi kia mà. Ta hứa sẽ không làm gì ả. Giờ thì giao ả cho ta. Nhưng mẹ phải giữ lời hứa. Nếu ả làm đúng yêu cầu của ta, con mau đi đi, ráng mà hoàn thành số giờ làm ngựa của con. Ngươi mà không làm đúng những gì ta bảo thì sẽ không giữ được mạng đâu. Nào, có dám không? Cháu nhất định sẽ làm được. Được lắm. Ngay bây giờ, hãy dọn sạch nhà cửa mà không lau chùi. Thế là mình sẽ dọn hay không dọn đây? Phải rồi, mình phải đốt sợi lông bờm ngựa thứ hai. Như vậy có nghĩa là nàng phải quét dọn sạch nhà cửa, nhưng ghế băng thì đừng lau. Em sẽ cố gắng. Ta phải đi ngay, kẻo mẹ biết. Con trai của ta đã chỉ cho ngươi. Cháu... Nướng cho ta một miếng bánh, một lát ta về phải có. Dạ. Mẹ chàng bảo em nướng bánh, nhưng trong nhà không có nguyên liệu. Mẹ không chịu buông tha cho chúng ta rồi, phải bỏ trốn thôi. Nguy rồi, mẹ ta đang tới rồi. Đứng lại cho ta. Cô gái này dù hiểm nguy cũng dám lao đầu vì con. Còn con thì thà chết cũng phải bảo vệ cô ta, phải không? Xin mẹ hãy tha cho nàng. Ta hung dữ như vậy cũng vì muốn con tìm thấy một người phụ nữ thật lòng yêu con.
Bởi chỉ cần thất bại một lần trong tình yêu thì vĩnh viễn con phải làm ngựa. Giờ con đã thấy cô gái ấy rồi. Chúc mừng hai con. Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là chàng trai phá được lời nguyền. Hôn lễ giữa chàng và cô gái Úc hiền lành được tổ chức tưng bừng. Về phần hai cô chị, họ vẫn không khỏi sửng sốt khi chú Bạch Mã ngày nào lại là một thanh niên tuấn tú nhường ấy. Quả bí đỏ kỳ lạ. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng ông bà lão hiền lành, chăm chỉ. Họ đã về già mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Cả hai lúc nào cũng hy vọng sẽ có một đứa con để chăm sóc bế bồng. Ước gì chúng ta có một mụn con ông nhỉ? Dù cho nó có giống một quả bí cũng được. Có được đứa con thì dù có vất vả thế nào cũng vui. Không ngờ, mong mỏi của ông bà lão đã thành sự thật. Một buổi sáng nọ, có quả bí đỏ lăn vào nhà ông bà. Ông ơi, ông ra đây coi nè. Chắc là trời Phật ban cho chúng ta đây rồi. Tôi thấy rồi, mặc dù hình thù của nó có vẻ kỳ dị, nhưng mà nó đã đến đây thì chúng ta hãy yêu thương nó như con đẻ của mình, bà nhé. Vâng, chúng ta sẽ coi nó như con. Thế là từ đó, ông bà lão gọi đứa con đó là Bí Đỏ, suốt ngày bế ẩm, nâng niu. Bí Đỏ cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Năm ấy, khi Bí Đỏ được 18 tuổi. Cha, ở đây chơi thích quá. Bí Đỏ có giọng hát vô cùng tuyệt diệu, trong veo như tiếng suối chảy, thánh thót như tiếng chim ca. Mỗi khi Bí Đỏ cất tiếng hát, thì lập tức vạn vật xung quanh cũng phải lặng nghe. Có tiếng hát của ai thánh thót đâu đây? Thật là kỳ lạ. Không lẽ quả bí đỏ lại có thể hát sao? Mình phải đứng đây chờ xem sao mới được. Trước khi trời tối, mình phải hái một giỏ nấm mang về rồi đặt trước cửa nhà cho bố mẹ mới được. Từ hôm đó về, hoàng tử ốm tương tư, mỗi ngày một thêm trầm trọng, làm cho cả kinh thành vô cùng lo lắng. Những vị ngự y giỏi nhất từ khắp nơi đã được cử về, nhưng không ai phát hiện ra bệnh tình của hoàng tử cả. Con của ta, hãy mau khỏi bệnh đi. Còn cứ thế này, ta làm sao mà sống nổi? Con chỉ có thể khỏi được bệnh khi thấy quả bí đỏ biết hát. Thế là nhà vua cho quân lính đi loan tin khắp nơi, đến tận những hang cùng ngõ vắng, để tìm quả bí đỏ biết hát. Mẹ ơi, mẹ hãy đem con lên kinh thành để lĩnh thưởng đi mẹ. Con của ta, con đi đứng còn không được, nói chi là biết hát. Lệnh của nhà vua ban ra, chứ có phải trò đùa đâu con. Mẹ cứ yên tâm mang con lên kinh thành đi. Con sẽ hát cho hoàng tử và cả kinh thành nghe. Sẽ chữa được căn bệnh cho hoàng tử mẹ ạ. Thế là với sự năn nỉ của Bí Đỏ, bà mẹ đã quyết định đưa Bí Đỏ lên kinh thành hát để chữa bệnh cho hoàng tử. Khi Bí Đỏ cất giọng hát, mọi người lặng đi bởi tiếng hát vô cùng trong trẻo, tuyệt diệu. Hoàng tử nghe được tiếng hát của Bí Đỏ, liền lập tức khỏi bệnh. Dạ thưa phụ vương và mẫu hậu, đây chính là Bí Đỏ con đã tìm kiếm nhớ mong suốt bao nhiêu ngày. Xin vua cha hãy ban cho con cưới Bí Đỏ về làm vợ. Hoàng tử cưới một quả bí đỏ ư?
Không được, ta nhất quyết không thể đồng ý chuyện này. Con Đường Đường là một hoàng tử, kế thừa vương quốc, không thể lấy một người vợ kỳ dị như vậy. Ta giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho hai mẹ con bà một túi vàng. Bà hãy mang quả bí đỏ này về đi, và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Kể từ lúc mẹ con bí đỏ đi khỏi, bệnh tình của hoàng tử ngày càng trầm trọng hơn. Chàng không nói lời gì, chỉ còn thoi thóp thở. Đến ngày thứ bảy, hoàng tử đã quá yếu. Thế là nhà vua lại sai quân lính đi khắp nơi tìm bằng được bà lão cùng quả bí đỏ để mời họ quay trở lại kinh thành. Khi tiếng hát của bí đỏ vang lên, lập tức chàng hoàng tử khỏe trở lại. Bí đỏ ơi, hãy làm vợ ta nhé. Thế là hôn lễ lên đình được diễn ra tại kinh thành. Chàng hoàng tử và bí đỏ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Kết hôn cùng gà mái. Ngày xưa, tại một miền đất xa xôi, chàng trai Cao Lưu Dân được mọi người đều biết đến vì đã giải thoát một xứ sở xa xôi khỏi một con rồng hung ác, cứu được một nàng công chúa. Mẹ thấy con từ chối lấy công chúa là phải con ạ. Con hãy lấy một cô gái đi gan con nhé. Nghèo thôi cũng được, nhưng phải biết vâng lời và kính trọng mẹ. Mẹ ơi, con cũng mong muốn như vậy, nhưng đã có cô nào đâu ạ. Thôi cứ để mọi sự tự nhiên đi mẹ. Tự nhiên đến bao giờ nữa chứ. Con phải mau mau kiếm về cho mẹ một nàng dâu thôi. Mẹ già cả lắm rồi, mẹ mong muốn có cháu để ẵm bồng. Hay là con hãy đi dạo chơi một vòng trong các khu vực quanh đây, vừa là để thư giãn và biết đâu lại gặp được ý chung nhân. Ý kiến hay đó mẹ, có lẽ con cũng nên làm như vậy thật. Lâu lâu ở nhà con cũng cảm thấy ngột ngạt rồi. Vâng lời mẹ, anh đã qua nhiều làng đi gan, đã thấy nhiều cô gái trẻ đẹp, nhưng anh không tìm được ai thực sự vừa ý. Chà, nơi này thật là vắng vẻ, toàn là những ngôi nhà tranh thấp bé. Chính là cô ấy, ta thấy rung động lạ kỳ. Nhất định cô ấy là người mà ta muốn lấy làm vợ. Sao lạ vậy? Nàng ấy mới ở đây mà, làm sao có thể biến mất nhanh như thế? Không được, ta phải gặp nàng. Rốt cuộc nàng có thể đi đâu? Chỉ mới đây thôi mà. Có ai không? Nàng ơi, cô gái ơi. Anh tìm ai? Chào các cụ, xin mạn phép. Cháu là Ca Lô Dân, cháu đường xa tới đây, có thể cho cháu trú nhờ một đêm được không ạ? Rất sẵn lòng, mời anh ngồi xuống cùng ăn trưa với chúng tôi. Đồ ăn ngon quá ạ, không biết ai là người làm những món này ạ? Cháu đã thấy con gái các cụ chuẩn bị đồ ăn, nhưng tại sao cô ấy lại không ăn cùng với chúng ta? Cô ấy đâu rồi ạ? Cháu rất muốn cảm ơn cô ấy về bữa ăn này. Chúng tôi không có ai cả, chúng tôi sống một mình, hoàn toàn không có cháu gái hay con gái nào cả. Tôi không biết ai đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi. Điều đó bắt đầu đã một tuần nay rồi. Buổi trưa khi chúng tôi đi làm về thì bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cháu đã nhìn vào bên trong nhà và hình như đã trông thấy một cô gái trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp và có lẽ là một cô gái đi gan ạ. Chắc chắn đó chỉ là ảo ảnh của cháu thôi. Chúng tôi già và vẫn chỉ có một mình mà thôi. Chẳng có cô gái nào ở đây cả. Trời ơi, chính là nàng. Thì ra là như thế. Có lẽ nào nàng là một nàng tiên. Ông bà có thể bán cho cháu con gà mái kia được không ạ? Cháu xin trả giá cao. Không được đâu, con gà mái ấy cũng là một điều kỳ lạ. Chúng tôi chẳng biết nó từ đâu mà đến. Từ lâu lắm rồi, không có ai tới nhận. Nhưng nhỡ có ai đó đến tìm nó thì sao? Sau khi thuyết phục rất nhiều, ông bà đã đồng ý bán con gà cho Dên. Sao rồi, chuyến đi thú vị chứ. Con đã tìm kiếm cho mình được cô gái nào phù hợp chưa? Trước mắt thì con chỉ có con gà mái này thôi mẹ ạ. Đi bấy lâu vậy mà chỉ mang về một con gà. Có lẽ con đã mãi chơi quá rồi. Nào, hãy đưa con gà đây,
mẹ sẽ biến nó thành một món thật ngon cho con. Ấy chết, mẹ tuyệt đối không được đụng đến con gà này của con đâu nhé. Con sẽ mang nó về phòng con. Con rất yêu thích nó. Sao con lại có thể ở cùng một con gà như thế? Ta biết ngay, thế nào nàng cũng hiện ra. Ta sẽ không để cho nàng trở lại thành gà nữa. Nàng đã khiến trái tim ta rung động. Hãy làm vợ ta, đừng xa ta. Chàng hãy buông em ra. Thời gian của em sắp hết. Em phải trở lại thành gà. Không, tôi sẽ không buông nàng ra đâu. Em chính là cô gái mà tôi muốn tìm kiếm. Em sẽ là vợ tôi. Nếu chàng không buông em ra trước một giờ, em sẽ phải chết. Một tên phù thủy độc ác đã biến em thành con gà mái vì em đã từ chối không làm vợ nó. Mỗi ngày em chỉ được trở thành người hai lần, trưa và nửa đêm. Em hãy nói cho ta biết, làm thế nào ta có thể giải thoát cho em. Em có thể được giải thoát nếu có một người đàn ông thuận lấy em làm vợ trong hình dáng một con gà mái. Vậy thì ta sẽ giải thoát cho em. Nói cho ta biết, thực ra em là ai và tên em là gì? Em là Tindi Sibiluna, con gái vua của những người đi gan. Chàng có bao giờ nghe nói về em chưa? Thì ra em chính là công chúa bị mất tích một năm trước. Ta cũng đã nghe nói về em. Em cũng biết anh là ai. Anh là Kalo Dân, con người độc nhất đã lên thế giới thứ bảy, đã đánh thắng con rồng bằng một cái lông. Anh là người hùng của miền đất này. Ta sẽ kết hôn với em, sẽ giải thoát cho em. Chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau. Không, ta không thể làm lễ cho con và một con gà mái được. Điều này thật là nực cười. Con hãy thôi cái ý định này đi. Không một ai chịu giúp con làm điều điên rồ này đâu. Em đừng buồn. Dù có phải đi đến nơi đâu đi nữa, ta nhất định sẽ tìm được cha xứ làm lễ kết hôn cho chúng ta. Xem kìa, chính anh ta là người kết hôn với một con gà đấy. Thật là tức cười quá. Anh ta bị điên thật rồi. Còn đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy Dương? Ta biết phải giấu mặt vào đâu bây giờ? Chỉ 3 ngày nữa thôi, em mãi mãi sẽ không bao giờ phải làm gà nữa. Giờ em đã là người vợ bé nhỏ của ta. Ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Con gà bái là cô gái xinh đẹp kia sao? Thì ra tất cả những điều khó hiểu trong thời gian qua chính là vì thế này. Vậy thì ta phải giữ cô ấy lại cho Dương. Không thể để cô ấy làm gà nữa. Trời ơi, mẹ! Mẹ đang làm cái gì thế? Mẹ chỉ muốn cô ấy ở mãi bên con thôi. Phải đợi 3 ngày nữa con mới thoát được khỏi lốt gà. Mẹ xin lỗi, mẹ đã quá nóng vội. Em sao rồi? Em có đau lắm không? Không sao, em chỉ bị bỏng một chút ở tay thôi. Tội cho em quá. Không sao, rồi anh sẽ mua cho em những chiếc vòng xinh xắn để che đi những vết bỏng. Ít lâu sau, họ tổ chức đám cưới theo phong cách Digan, một lễ hội huy hoàng. Những người Digan khắp nơi trên thế giới đều tham dự. Vua Digan cũng dự lễ. Ông hết lòng cảm ơn Kalo Dân đã giải thoát con gái ông. Ông cho anh một món hồi môn lớn. Nhờ đó Kalo Dân và Sibiluna sống sung sướng suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.